Xin chào quý anh chị và các bạn. Bảo hành nói riêng và dịch vụ sau bán hàng nói chung từ nhiều năm qua, nói đúng hơn là từ trước đến nay, luôn là vấn đề của người bán trong ngành nội thất. Tất nhiên, vẫn có rất nhiều đơn vị làm tốt, nhưng bằng sự quan sát của mình thì Vinakit thấy rằng đa phần thì vấn đề này chưa được chú trọng hoặc chưa được các đơn vị nội thất làm tốt. Tình trạng bảo hành chậm trễ, thậm chí là qua cầu rút ván, nói vui vui một chút là nhận tiền xong, mất hút rất là phổ biến. Không khó để thấy rất nhiều vụ việc mà bóc phốt về vấn đề này trên các mạng xã hội. Để giúp quý khách hàng có được những trải nghiệm tốt hơn, yên tâm hơn thì từ năm 2022, Vinakit đã áp dụng chính sách bảo hành 24 giờ của mình, tiếp nhận giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hành một cách thần tốc. Trước hết là để tỷ lệ khách hàng giới thiệu của Vinakit tăng cao hơn, sau là để góp một phần trong việc thay đổi chất lượng dịch vụ sau bán hàng của ngành nội thất. Ngoài ra thì trung tâm bảo hành Vinakit cũng sẽ nhận xử lý miễn phí với các vấn đề nhỏ hoặc có phí đối với các sản phẩm cần thay thế vật tư với các khách hàng có nhu cầu chỉnh trang, bảo trì nội thất, và các sản phẩm đó có thể là thuộc Vinakit cung cấp hoặc là không do Vinakit cung cấp từ đầu. Vinakit coi đây là một phần trách nhiệm xã hội của mình để mong nhận lại được nhiều hơn những niềm tin, những động lực để phát triển nghề. Hotline tiếp nhận bảo hành 0978 566 535 xin phép sẽ tiếp nhận tất cả các cuộc điện thoại từ quý khách hàng đã là khách hàng của Vinakit hoặc chưa là khách hàng của Vinakit có nhu cầu chỉnh trang các vấn đề liên quan đến nội thất. Xin cảm ơn sự tin tưởng của quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc trong suốt nhiều năm qua. Vinakit số 1 về uy tín, chất lượng và sự minh bạch.